Chào các bạn nhé. Sau đây mình sẽ làm cái video nói về cách sử dụng phần mềm OBS Studio để quay video màn hình phát nội dung trực tiếp lên trên YouTube. Hiện tại mình mới thử nghiệm được phát trực tiếp trên YouTube thành công, còn Facebook thì bị lỗi. Không biết là lỗi do bên Facebook hay là do bên nào. Mình kiểm tra các lệnh khóa bị lỗi. Bây giờ mình sẽ quay lại để thử nghiệm. Đầu tiên mọi người mở YouTube vào biểu tượng cái camera hay cái phim này. Bấm phát trực tiếp này. Sau đó mọi người chỉnh sửa. Đây ví dụ như mình đây là biết là dùng OBS. Chỉnh sửa. Chuyện trực tiếp, bật chế độ trò chuyện trực tiếp này, kiếm tiền này, bật tiếp, xong, tích ở đây, lưu, đấy, tại đây thì mọi người bắt đầu sao chép mã sự kiện này. Có hai cái mã này mọi người phải sao chép này. Thứ nhất là mã sự kiện là mọi người phải sao chép. Thứ hai là sự kiện trực tiếp là mọi người phải sao chép.
Việt Studio lên chị đã. Tại đây để mà phát được trực tiếp thì đầu tiên là mọi người, đây mình sẽ xóa hết hai cái này đi. Đấy, đầu tiên này, thứ nhất là mọi người phải bấm vào để chọn, thứ nhất là cái trình duyệt đấy, và thứ hai nữa là cái quay màn hình, một trong hai cái này, à cả hai cái này. Thì đầu tiên là mọi người bấm vào nguồn này, chút phải này. Bấm vào quay màn hình này. Để làm phát được nội dung của màn hình lên thì bắt buộc mọi người phải quay màn hình. Ông bấm đồng ý. À, đây là cái hiển thị cái cài đặt cái độ phân giải màn hình. Đồng ý. Tiếp theo lại bấm thêm, chọn trình duyệt. Đấy. Tại đây nó sẽ có cái đường link này. Đường link này thì mọi người phải copy cái đường link này lên. Đây. Copy URL của sự kiện trực tiếp này, mọi người bấm vào sao chép này. Sau đó phần chữ là bôi đen vào. Phần chữ V. Đấy. Đồng ý. Tại chế độ thiết đặt này, thiết đặt hoặc là bấm vào cái công cụ cấu hình tự động này. Đấy, mọi người có thể thiết đặt. Cái này nó sẽ tự động này, khóa luồng này. Đấy, mọi người cái khóa luồng này, nó là cái này này. Đây. Mã sự kiện này. Đấy. Ví dụ mình đặt lại nhé. Sao chép lấy cái khóa luồng này, cái chân V. Đấy. Xong bấm tiếp tục. Đấy, tại đây nhé. Máy sẽ tự động cân chỉnh. Nhưng mà trên thực tế thì cái này này, cái độ phân giải kích thước của đầu ra này, thì mọi người tí nữa phải vào cái phần thiết đặt này, mọi người chỉnh lại. Đầu ra mình sẽ để ở mức cao nhất. Chỉnh cho mình đấy. Bây giờ mọi người sẽ bấm vào bắt đầu phát luồng đấy, thì là nó sẽ tự động nó chạy lên trên này. Đây. Đây mình bấm vào bắt đầu phát luồng. Thông tin này.
hiển thị chậm hơn bên cái chỗ di chuột này. Nghĩa bạn di chuột bên này xong thì bên này nó mới hiển thị lên. Đấy, thấy không? Mình đã mở lâu rồi. Bây giờ bắt đầu nó mới chạy sao? Thôi, cái thông tin nó chỉ có vậy thôi. Về cái phần đường dẫn này. Đường dẫn này của mình thiết đặt đường dẫn này, video này. Để đầu ra. Đầu ra mình đặt đây. Ở chế độ E video OBS này. Đấy. Cái này là mình đang phải đặt đang phát trực tiếp nên là những cái này nó không hiển thị lên được nữa. Nếu như mà mọi người muốn nó hiển thị lên thì mọi người phải dừng cái này lại, có mọi người phát luồng đấy, thì là nó sẽ hiển thị lại cái này thì mình sẽ bấm vào được. Hiển thị rất nét ấy. Không bị mờ. Đây để mình phóng to này ra. Mở phần YouTube cho mọi người xem. Cắt tìm một hát nhìn xem nó có bị mờ không? Nó cũng mờ ấy nhỉ.
phát ở cái chế độ độ phân giải thấp. Bây giờ có vẻ rõ rồi đấy. Video của mình đến đây là kết thúc. Nó cách sử dụng nó cũng rất đơn giản thôi. Đấy, bây giờ ví dụ như mọi người muốn ngừng thì là mọi người có thể bấm trực tiếp ở đây hoặc là bấm qua phím nóng. Đây, phím nóng ngừng phát luồng là F2, bắt đầu phát luồng F1. Đây là do là mình tự đặt nhé, mọi người có thể là đặt cái khác cũng được. Này, mình sẽ bấm này. F1, F2, F10 và F9. F9 là nó quay màn hình, F10 là quay màn hình, F9 là dừng lại. Đây, mình sẽ dừng đi. F1, trên này sẽ không còn hiển thị nữa. Mình sẽ kết thúc. Từ từ cho mọi người xem nốt cái đoạn này nữa. Đấy, đã mất dữ liệu rồi.